Ba sẽ là cánh chim chắp cánh cho ước mơ con bay thật xa. Điều mà ba hạnh phúc là được thấy con khôn lớn theo thời gian đã dần qua. Ngày mà ba vỡ òa là ngày mà mẹ con bảo em hai vạch rồi xả ơi. Lúc đó với ba thật khó tả, một hệ xác đã tả tơi, tiếng hò hơi lào bỏ bả để lấy được chút bình tĩnh đen xen với mạch cảm xúc nửa lo nửa mừng. Giữa chân với bộn bề lại về với căn phòng bề bộn, ba sợ khó có thể lo cho con được đủ đầy với độ tuổi ba khi ấy. Bạn bè xung quanh ai cũng kiểu giữ vậy mày giữ vậy. Nên ba biết lúc mà mọi cuộc ăn chơi nên dừng lại, lòng của ba tự nhủ rằng phải có thêm nhiều, thật là nhiều. Hút cũng đã đốt thêm điếu và liều, giữ cho ngọn lửa đó được cháy không được xiêu, để có cho con một gia đình được ấm no. Dẫu đó không được trọn vẹn nhưng ba hãy luôn là nơi để con có thể nghỉ ngơi mà chả phải nghĩ ngợi mỗi khi mà trở về. Tất cả cảm xúc của ba đều đặt cả trong bài nhạc này. Mong là sau này khi con lớn, con sẽ tìm kiếm cho mình một góc nào đó và nghe được bài nhạc này. Ba yêu con.